Thưa quý vị, tiếp tục phản ánh câu chuyện liên quan đến chung cư Trúc Giang ở quận 4 thành phố Hồ Chí Minh mà chúng tôi cũng đã thông tin đến quý vị trong những bản tin sáng phương Nam trước đây. Mặc dù là đã xuống cấp ở mức độ D, tức là mức độ nguy hiểm, nhưng mà cho tới thời điểm hiện tại thì rất là nhiều những hộ dân ở đây vẫn cứ quyết là bám trụ và sinh sống ở đây. Và chúng tôi thì đã có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân quận 4 về tiến độ di dời tại chung cư này, cũng như là xem là chính quyền có những cam kết như thế nào trong việc giải quyết những bức xúc của các hộ dân tại đây. Ông Dương Quang Trung, quyền trưởng phòng quản lý đô thị Ủy ban Nhân dân quận 4 cho biết, về tiến độ xây lại chung cư vẫn còn một số vướng mắc. Lộ trình thực hiện cái xây dựng chung cư Trúc Giang này thì cho đến giờ phút này thì Ủy ban Nhân dân quận 4 cũng đã tổ chức cái hội nghị nhà chung cư và các hộ dân cũng đã lựa chọn được cái nhà đầu tư. Tuy nhiên rằng là trong quá trình thực hiện cái chung cư này cũng còn vướng một số các cái thủ tục liên quan đến đất đai. Do đó thì sau khi được các sở của thành phố hướng dẫn để tháo gỡ cái khó khăn thì sẽ tiến hành tháo dỡ và thực hiện các cái thủ tục tiếp theo. Do chưa thực hiện xong thủ tục công nhận nhà đầu tư, hiện nay Ủy ban Nhân dân quận 4 đã tạm ứng một phần ngân sách của quận để hỗ trợ người dân sớm ổn định chỗ ở tạm cư. Phần ngân sách này, nhà đầu tư có trách nhiệm hoàn trả lại ngân sách của quận. Tuy nhiên, quỹ nhà tạm cư ở trên địa bàn quận 4 thì hiện nay không có. Do đó là không thể bố trí tạm cư ở trên địa bàn quận 4. Và gần đây nhất thì Ủy ban Nhân dân thành phố cũng đã chấp thuận bố trí tạm cái quỹ tạm cư ở chung cư Phú Thọ, quận 11. Liên quan đến việc diện tích đo đạc nhà của một số hộ dân bị sai lệch, ông Trung cho biết sẽ tiếp nhận đầy đủ các kiến nghị của người dân để giải quyết. Ủy ban Nhân dân quận 4 cũng đã chỉ đạo cho ban bồi thường và đặc biệt là tổ công tác có cụ thể các cái trường hợp người dân nào nếu như có phản ánh về diện tích trên lệch thì giao cho tổ công tác để tiến hành đo đạc và giải thích cũng như làm rõ với người dân làm sao để đảm bảo cái quyền lợi của người dân. Khẳng định đặt quyền lợi của người dân lên cao nhất, đại diện Ủy ban Nhân dân quận 4 cho biết rất mong cư dân đồng lòng, đồng hành cùng Ủy ban quận, nhà đầu tư để sớm xây dựng lại nơi ở mới tốt đẹp hơn.